đang nhổ mấy cái cây lên để người ta chuẩn bị xây nhà. Đây là nhà. Đất ở đây đó, mình đang đi đó, cái tự nhiên ở đây nó có một chỗ đó, nó cao lên vậy. Giờ mình đi tới tiệm rồi, mình đi cửa sau vô. Hả? Ok, đi cửa sau vô này ơi. Mình bữa nay mình đi cửa sau, mình không đi cửa trước. Ngôi nhà nhỏ nhỏ, nhỏ xinh xinh. Cái bảng vàng vàng này là nói là ở đây có trẻ em, nhiều khi nó chạy qua, chạy băng, chạy tới, chạy lui này kia. Đó, để cho mình thấy, mình chạy chậm lại. Ok. Cái chỗ chỗ này là cái nhà hàng China, nhà hàng Trung Quốc, bán đồ ăn Trung Quốc, nấu những món ăn Trung Quốc cũng tựa tựa giống như của Việt Nam mình. Còn cái nhà này là cách đây 2 năm người ta bán 80.000 đô, mà lúc đó mình hay thì người ta mua rồi, người ta vừa mua xong mà mình mới biết. Cái nhà này 80.000 đô, đẹp đẹp mà cũng còn mới. Mà phải mình biết là mua cái nhà này, từ nhà này bước qua tiệm mình, bước mình lội bộ có 2 phút là tới rồi. Không tới 2 phút nữa, từ nhà này mình lội bộ qua tiệm mình khoảng 2 phút à, không cần phải chạy xe. Ở đây là phía sau của cái chợ. Cái chỗ này là để cho mấy xe tải người ta đem hàng nhập về á, xe tải bự á, nhập nước ngọt, rau cải, thịt đồ gì này kia đó, người ta đưa cái đuôi vô đây đó, rồi người ta nhập hàng vô trong kho đó, giống như bên đây nè đó, họ đưa cái thùng hàng vô đây, đưa cái đuôi vô xong rồi cái người ta mới vô người ta lấy hàng ra, người ta nhập vô trong nhà, nhập vô kho. Mà ở đây là cái này là kế bên chợ luôn, cái này là cái chợ Mỹ, bán đủ thứ hết, thức ăn này kia đủ thứ hết. Còn cái chỗ này là kế bên mình đó, chỗ này là bán giường với nệm, tủ, bàn, ghế, sofa này kia. Này là cửa sau, chỗ này cửa sau. Này là kế, đây là ngân hàng, tới nhà mình là tiệm nail, kế bên là bán visa. Đó. Mình có cái cây này là cây lá tía tô nè quý vị. Đó. Lá tía tô người ta nói chặt ra rồi làm nước trà uống cũng được. Đó. Chặt ra rửa sạch làm nước trà uống. Cái này là gừng, cái này là của mình là gừng. Lá tía tô này cũng sắp chết rồi, cái mùa đông nó chết. Đây cũng có mấy bụi hành. Hồi nãy mình quên lấy chìa khóa cửa sau, bây giờ mình phải đi cửa trước. Hồi nãy mình lấy lộn chìa khóa cửa trước. Ở đây là cũng bán mấy cái gạch đá sắt, rồi thêm mà phân để cho người ta trồng hoa, với thêm bán mấy dụng cụ mà người ta sửa nhà, kềm búa này kia, cây cối, máy móc, bán máy cắt cỏ, máy này máy nọ, rồi với bán mấy cái lò nướng. Đây là mình đi ra cửa trước rồi. Chỗ này là chỗ đậu xe. Bữa nay chủ nhật nên ít xe. Mấy trái bí nè, trái bí người ta để chân, để cái này là Halloween, người ta trưng mấy cái bí biểu tượng của lễ Halloween. Cái này rau cải, người ta bán rau cải. Ở đây bắp cải tím. Cái này giống như cải gỗ vậy đó quý vị, cải gỗ. Rau nắng quá nó héo hết, lạnh. Và bữa giờ người ta bán này mùa hè tới giờ còn sót lại.
299 sen, 8.900 là gần 9.000, vậy là này 9.000. Còn này là 11.900, này là 12.000. Là 12.000, còn có 1 sen nữa là 12.000 mà nó bán đồ họ ghi gì đó. Đó, cái này là 9.000, 12.000. Này là 1.400, này là 1.500, chiếc này là 1.500. Thêm có 1 sen nhỏ xíu à. Bộ mình đẩy bằng tay, còn này mình không đẩy, mình lên xe ngồi mình chạy, mình đổ xăng vô hoặc là có xe điện mình chạy dù luôn, nó nhanh hơn. Cắt cỏ đi bộ bằng tay đi lâu lắm, ở nhà mình ông chồng mình cắt tới 3 tiếng đồng hồ, cái nhà nhỏ xíu mà cắt 3 tiếng đồng hồ. Còn chiếc xe này thì có xe thì chạy cỡ khoảng 1 tiếng có chiếc xe này đã quá, 790 thì như là 800. Ô, chiếc xe này có 800 đô à. 800 đô rồi cũng ra cũng cỡ 17 triệu mấy ở Việt Nam. Chiếc xe nè. Đã quá. Cái này mình mua được à, mình chạy từ đây về nhà được à. Có chiếc xe ngoài đó nó bán đồ ăn. Xe lóc cốc lan can. Xe màu đen á. Bán đồ ăn vặt á, lóc cốc lan can này kia. Mà cũng không có gì hết, có bánh mì với thịt với trứng này kia thôi. Không có gì. Chỗ này là bán nệm. Bữa nay đóng cửa hả này? Close. Mình đi ra đường sau chơi nè. Ra đường sau quay mấy cái cây á. Đẹp. Này là tiệm của mình nè mọi người. Đó, tiệm nail của mình nè. Kế bên là bán pizza, nãy mình nói bán pizza. Dưới đó kế bên là chợ đó. Mình vô nhà mình lấy theo hộp nước, tại vì đi bộ mệt khát nước quá. Rồi mình vô tiệm mình lấy rồi. Rồi cái mình đi hồi nãy giờ, mình đi hồi nãy giờ mình cũng nóng rồi. Hai mẹ con cởi áo ấm bỏ lại tiệm hết rồi. Giờ nghỉ mặc áo ấm rồi. Hết lạnh rồi. Đây là chợ bán đồ ăn thì kia. Đủ thứ hết. Giờ con mình nó nói nó muốn uống nước ngọt. Đi vô mua. Ba cua rồi. Bỏ tiền vô. Ở lá cây rụng nè. Quý vị nhìn nè, nó tùm lum hết, mọi ngày nó không có dơ như vậy. Đường phố sạch lắm nhưng mà có mùa thu là vậy thôi. Mùa thu là vậy đó. Mua cái đó là một chai đó là bao nhiêu tiền này? 75 sen hả? 75 sen là chưa tới 1 đô. 1 đô thì 24 ngàn. Mà cái này chưa tới 1 đô. Cái này chắc khoảng 19 ngàn không ta? 9.000 tiền Việt Nam ha. Ngoài tiệm mình lấy chiếc xe về. Đấy đưa ly nước đây. Này. Chạy đi này, có 2 năm rồi. Không được, vừa chạy vừa uống là xảy ra tai nạn đó. Đưa lại, đưa ly nước lại đây. Anh chạy một cái tay này là nhà hàng Trung Quốc nè, hồi nãy mình có nói. Nhà hàng Trung Quốc bán thức ăn đó. Bữa nay nó cũng đóng cửa luôn ha. Mở cửa hả? Mở cửa hả? Vậy chắc giờ này nó chưa mở cửa. Đóng cửa. Mấy bữa mình cũng không có nấu cơm á, mình mệt quá không có nấu cơm, mình qua đây mình mua. Qua đây mua một phần mình đem về ăn thì cũng 15-16 đồng. 15-16 đồng. Đi quay phim mà chưa đi về. Còn đi qua kia quay phim nữa. Chỗ mình là trung tâm đó nha quý vị.
Đó, trung tâm thành phố nhỏ gì á, nó nhỏ xíu à. Mùa này là nhiều người thích lắm, tại vì mát mẻ, khí hậu mát mẻ. Còn mùa hè thì nắng nó nóng nên người ta cũng ít có ra lộ. Với mùa đông cũng nóng. Có mùa này là nhiều người thích ra ngoài hứng gió ngoài trời á, gió thiên nhiên. Đẹp quá, cây đẹp quá nè, cây rụng lá xuống đầy đường hết nè quý vị. Không được thì xuống dẫn bộ. Ngôi nhà dễ thương ha quý vị. Đó, ngôi nhà nhỏ nhỏ dễ thương ha. Nhà này cũng cỡ 2-3 phòng mà, không có nhiều. Dẫn bộ đi. Tại vì cái chỗ này á, nó có cái dốc á, trên này nó cao, rồi cái mình đi xuống dưới á, thì nó thấp thấp, nên chỗ này mà chạy xe là thắng không kịp. Đó. Ngôi nhà dễ thương ha. Nhỏ xinh xinh. Đi. Chỗ mình, cái tiệm mình hồi lúc trước mình ở chỗ này là mình có mướn nhà. Ở trong này cũng có mấy cái khu nhà trọ. Nó cất một khu luôn, giống như là khu chung cư vậy. Rồi cái mình đi bộ ra. Mình đi bộ ra tiệm. Im này, mắt mẹ đang quay phim á. Đó, mình đi bộ đi sát vô lề này. Đó. Ở Mỹ người ta thích ở yên tĩnh với thêm như vậy đó. Xa xa đó. Đó, ở trong đây là cái đường đi vô nhà nè, tuốt ở trong đó là có một căn nhà đó quý vị. Đó, có cái đường đi vô người ta ở riêng biệt vậy đó, có mình nên họ ở trong căn nhà đó đó. Chỗ mình thì là nhà mình hiện đang ở là xóm nhà lá. Cho nên nhà nó hơi kế nhau. Còn những người mà hơi khá giả hơn đó, thì nhà nó không có gần. Nhà xa xa thôi. Xa xa có một căn nhà sát vô lề này. Cái dốc này nó hơi cao, đi sát vô lề xích xuống dưới chút xíu nữa là nó bằng lại rồi, nó hết cao rồi. Nó giống như Đà Lạt. Nó kèm xe lại chứ xe chạy quá. Có bóp thắng được không? Bóp thắng được hả? Rồi sát vô lề luôn. Đi sát vô lề.